Chiến tranh đã đi qua nhiều năm, nhưng những hậu quả và dư âm còn sót lại vẫn rất lớn lao và khốc liệt. Ngày 27 tháng 7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống hào hùng của dân tộc. Nhằm tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ trao quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào lúc 7 giờ 30 ngày 22 tháng 7 năm 2023 tại khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình thành phố Cần Thơ, truyền hình Hậu Giang, trực tuyến trên trang thông tin điện tử canthotv.vn và ứng dụng Cần Thơ Plus. Kính mời quý khán giả đón xem.